Xin chào quý vị các bạn, trên tay mình đây là màn hình của LG V40 bị rơi vỡ, được bóc rời ra khỏi khung màn hình, nhìn rất là khủng khiếp như này. Đó. Các bạn để ý một chút là cái màn hình LG V40 nhìn mỏng như một tờ giấy. Các bạn để ý này. Nhìn nó không phải mỏng mà nó cực kỳ mỏng luôn. Mỏng khủng khiếp như này. Đó. Khi chúng ta rơi va đập thì thường thường là nó rất là khó vỡ lỗi, nhưng khi mà các bạn rơi mạnh như này chẳng hạn thì nó vỡ hẳn đấy nha. Di động cao cấp.vn có rất nhiều video hướng dẫn chi tiết cụ thể cách thay màn hình LG V40, hướng dẫn tháo lắp thay màn hình LG V40. Ở video này Di động cao cấp.vn không nói về cách thay màn hình LG V40 mà chỉ giải đáp một số thắc mắc liên quan đến dịch vụ thay mới màn hình hay cảm ứng của điện thoại LG V40 đang thực hiện từ Di động cao cấp.vn. Địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG V40 hàng đầu hiện nay. Đầu tiên là câu hỏi rất là hay gặp là tôi ở xa, tôi muốn thay màn hình LG V40 có được hay không? Thì hoàn toàn được. Quý vị các bạn chỉ cần liên hệ 0961234534 kỹ thuật viên để Di động cao cấp.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Các bạn đặt hàng, sau đó các bạn đồng ý các bạn đặt hàng, tôi chuyển màn hình LG V40 đến tận chỉ hàng yêu cầu. Quý vị nhận được, quý vị thanh toán tiền bưu điện nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Câu hỏi thứ hai là khi tôi thay màn hình LG V40 thì các cái linh kiện khác trên máy bị ảnh hưởng hay không? Thì hoàn toàn không ảnh hưởng các bạn nhé. Thay xong được bảo hành bao lâu? Thay xong màn hình LG V40 các bạn sẽ được bảo hành từ 3 đến 18 tháng tùy theo gói bảo hành mà quý vị các bạn chọn lựa. Các bạn để ý màn rất là mỏng này. Khi mà tôi rơi vỡ màn hình mà màn hình bên ngoài vẫn còn nguyên thì tôi có thay được LCD, tức là tôi thay được bên trong hay không? Thì với trường hợp này thì quý vị các bạn phải thay trọn bộ màn hình, không thay rời được. Khi tôi rơi điện thoại LG V40 mà không bị chỉ vỡ kính ngoài thôi mà vẫn hiển thị bên trong, vẫn dùng được bình thường thì có thay được kính bên ngoài hay không? Thì thay được kính các bạn nhé. Màn hình rất là mỏng như này nhưng vẫn thay được kính các bạn ạ. Trên đây là một số thắc mắc quý vị các bạn liên quan dịch vụ thay mới màn hình LG V40. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 0961234534, kỹ thuật viên tại Di động cao cấp.vn sẽ được tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu dịch vụ thay mới màn hình LG V40 tại Di động cao cấp.vn. Chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại LG V40 hàng đầu hiện nay. Xin cảm ơn quý vị các bạn. Mọi thắc mắc thêm về dịch vụ thay mới màn hình LG V40, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Cảm ơn quý bạn xem video để Di động cao cấp.vn.